Xin chào các bạn. Các bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những người thành công và những người còn lại? Đó chính là sự tự tin. Sự tự tin như một nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách và đạt được những điều phi thường. Vậy làm sao để nuôi dưỡng và phát triển sự tự tin từ bên trong? Hôm nay, hãy cùng 1% mỗi ngày khám phá 5 kỹ năng và thói quen đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Hãy sẵn sàng để giải phóng con người tự tin nhất của bạn và tạo nên những điều phi thường. Các bạn biết không, những gì chúng ta tự nhủ với bản thân mỗi ngày có sức mạnh rất lớn. Những lời nói ấy không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta mà còn định hình cách chúng ta nhìn nhận thế giới và chính mình. Khi bạn bắt đầu ngày mới với những lời tự nhủ tích cực, bạn đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho một ngày tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Nếu bạn luôn tự ti, cho rằng mình không đủ giỏi, bạn sẽ khó có thể thành công. Những suy nghĩ tiêu cực này giống như những cơn mưa lạnh lẽo, làm tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn. Chúng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và không muốn cố gắng. Bạn có thể thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của sự thất bại và tự trách móc. Ngược lại, nếu bạn luôn tự động viên, khích lệ bản thân, bạn sẽ có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn. Những lời nói tích cực giống như những tia nắng ấm áp, chiếu sáng con đường bạn đi. Chúng giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Bạn sẽ thấy mình có thể làm được những điều mà trước đây bạn nghĩ là không thể. Hãy tưởng tượng tâm trí của bạn như một khu vườn. Một khu vườn cần được chăm sóc, tưới nước và bón phân để có thể phát triển tươi tốt. Tâm trí của bạn cũng vậy, cần được nuôi dưỡng bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Nếu bạn để cho những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh, khu vườn tâm trí của bạn sẽ trở nên hoang tàn và đầy cỏ dại. Bạn có muốn nó tràn ngập cỏ dại hay là một vườn hoa rực rỡ sắc màu? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể chọn cách để những suy nghĩ tiêu cực làm chủ tâm trí mình, hoặc bạn có thể chọn cách gieo trồng những hạt giống tích cực để tạo ra một khu vườn tươi đẹp. Hãy nhớ rằng, mọi suy nghĩ tích cực là một hạt giống tốt và mọi suy nghĩ tiêu cực là một cỏ dại. Những lời nói tích cực giống như những hạt giống tốt, gieo trồng niềm tin và hy vọng vào tâm hồn bạn. Khi bạn tự nhủ những điều tốt đẹp, bạn đang gieo trồng những hạt giống của sự tự tin, lạc quan và hy vọng. Những hạt giống này sẽ nảy mầm và phát triển, mang lại cho bạn một tâm hồn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Hãy bắt đầu bằng cách nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Điều này không dễ dàng, nhưng nó là bước đầu tiên để thay đổi. Khi bạn nhận ra mình đang có những suy nghĩ tiêu cực, hãy dừng lại và tự hỏi: tại sao mình lại nghĩ như vậy? Điều này có thực sự đúng không? Hãy thử thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Khi bạn mắc sai lầm, thay vì tự trách móc, hãy tự nhủ: không sao cả, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Điều quan trọng là mình học được gì từ sai lầm này. Mỗi sai lầm là một bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành và hoàn thiện hơn. Hãy nhìn nhận sai lầm như một cơ hội để học hỏi và phát triển, thay vì là một thất bại. Khi đối diện với thử thách, hãy tự nhủ: mình tin tưởng vào khả năng của mình có thể vượt qua thử thách này. Hãy nhớ rằng, mọi thử thách là một cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân và phát triển kỹ năng. Đừng sợ hãi trước những thử thách, hãy đối mặt với chúng bằng sự tự tin và quyết tâm. Hãy nhớ rằng, bạn là người làm vườn của chính tâm trí mình. Bạn có quyền quyết định những gì sẽ được gieo trồng trong khu vườn tâm trí của bạn. Hãy chọn những hạt giống tốt, những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Hãy chăm sóc khu vườn tâm trí của bạn bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương. Hãy gieo trồng những hạt giống tích cực và bạn sẽ gặt hái một khu vườn tràn đầy niềm tin, hy vọng và sự tự tin. Một khu vườn tươi đẹp không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Hãy bắt đầu từ hôm nay, hãy tự nhủ những điều tốt đẹp và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chắc hẳn bạn đã từng cảm thấy choáng ngợp trước những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Những mục tiêu này có thể là sự nghiệp, học tập hay thậm chí là những thay đổi cá nhân mà bạn muốn đạt được. Khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh, chúng ta dễ dàng cảm thấy bị áp lực và không biết bắt đầu từ đâu. Bí mật để đạt được bất kỳ mục tiêu nào, dù lớn hay nhỏ, chính là chia nhỏ nó thành những bước đi nhỏ bé, cụ thể và có thể đạt được. Khi bạn chia nhỏ mục tiêu, bạn sẽ thấy rằng mỗi bước đi đều có thể quản lý được và không còn quá đáng sợ. Điều này giúp bạn duy trì động lực và tập trung vào từng nhiệm vụ cụ thể. Hãy tưởng tượng bạn muốn chinh phục đỉnh Everest.
đỉnh núi cao nhất thế giới này không thể chinh phục chỉ trong một ngày. Nó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch chi tiết và sự kiên nhẫn. Bạn sẽ cần phải học cách thích nghi với độ cao, rèn luyện thể lực và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước. Thay vì tập trung vào độ cao chóng mặt, bạn sẽ tập trung vào từng chặng đường nhỏ, từng điểm dừng chân trên hành trình. Mỗi chặng đường nhỏ này sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi hoàn thành từng bước nhỏ và điều này sẽ tiếp thêm động lực để bạn tiếp tục hành trình. Mỗi bước chân vững chắc sẽ tiếp thêm cho bạn động lực và niềm tin để tiếp tục tiến lên. Khi bạn nhìn lại và thấy mình đã đi được bao xa, bạn sẽ cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì động lực mà còn giúp bạn xây dựng sự tự tin và kiên nhẫn. Trong cuộc sống cũng vậy, hãy chia nhỏ những mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ hơn. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng quản lý mà còn giúp bạn theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Khi bạn đạt được những mục tiêu nhỏ, bạn sẽ cảm thấy tự hào và có thêm động lực để tiếp tục tiến lên. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, hãy bắt đầu bằng việc viết mỗi ngày một ít. Bạn có thể đặt ra mục tiêu viết 500 từ mỗi ngày hoặc hoàn thành một chương sách mỗi tuần. Khi bạn duy trì thói quen này, bạn sẽ thấy rằng việc viết lách trở nên dễ dàng hơn và bạn sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nhà văn. Khi bạn đạt được những mục tiêu nhỏ này, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân và có thêm động lực để tiếp tục tiến lên. Mỗi thành công nhỏ sẽ là một bước đệm giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu lớn. Bạn sẽ cảm thấy rằng mỗi nỗ lực của mình đều đáng giá và điều này sẽ giúp bạn duy trì động lực trong suốt hành trình. Hãy nhớ rằng hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Mỗi bước chân nhỏ bé đều có ý nghĩa và đóng góp vào thành công cuối cùng. Đừng bao giờ coi thường những bước đi nhỏ vì chúng chính là nền tảng để bạn đạt được những mục tiêu lớn lao. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu của bạn ngay hôm nay. Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo, vì thời điểm hoàn hảo chính là ngay bây giờ. Hãy đặt ra những mục tiêu nhỏ, cụ thể và bắt đầu hành động. Bạn sẽ thấy rằng mỗi bước đi đều mang lại cho bạn niềm vui và sự hài lòng. Hãy tin tưởng vào bản thân và kiên trì với những mục tiêu của mình. Thành công sẽ đến với những ai biết kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực. Bạn có biết rằng ngôn ngữ cơ thể có thể tiết lộ rất nhiều điều về bạn? Nó như một tấm gương phản chiếu tâm trí, thể hiện sự tự tin hoặc bất an của bạn. Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng với đầu ngẩng cao, lưng thẳng, vai thả lỏng và bước đi vững chắc. Bạn mỉm cười chào hỏi mọi người và nhìn thẳng vào mặt họ khi trò chuyện. Hình ảnh đó toát lên sự tự tin, thu hút và năng động, phải không nào? Điều thú vị là, khi bạn thay đổi ngôn ngữ cơ thể theo hướng tích cực, tâm trí bạn cũng sẽ tự động điều chỉnh theo. Hãy thử áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để thể hiện sự tự tin qua ngôn ngữ cơ thể. Nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi trò chuyện. Luôn mỉm cười. Đứng thẳng lưng, vai thả lỏng. Trong thế giới không ngừng thay đổi, việc học tập liên tục là rất quan trọng. Kiến thức là sức mạnh và việc không ngừng học hỏi sẽ giúp bạn tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn như một cái cây, kiến thức và kỹ năng bạn tích lũy được giống như những chiếc rễ. Càng nhiều rễ, cây càng vững chắc. Tương tự, việc học tập liên tục giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc, tự tin đương đầu với mọi thử thách. Hãy nhớ rằng, học tập không chỉ giới hạn trong trường lớp. Bạn có thể học từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, từ sách vở, báo chí, Internet, từ bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí từ chính những sai lầm của bản thân. Hãy nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi, khám phá thế giới xung quanh và không ngừng hoàn thiện bản thân. Phản hồi từ những người xung quanh là một món quà vô giá giúp bạn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và phát triển bản thân. Khi bạn mở lòng đón nhận những ý kiến từ người khác, bạn đang cho mình cơ hội để nhìn nhận bản thân một cách toàn diện hơn. Điều này không chỉ giúp bạn cải thiện những khía cạnh còn thiếu sót, mà còn giúp bạn phát huy những điểm mạnh vốn có. Đôi khi, chúng ta e ngại tiếp nhận những lời phê bình, nhưng hãy nhớ rằng, ngay cả những lời phê bình cũng có thể chứa đựng những bài học quý báu. Những lời phê bình dù có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu bạn biết cách lắng nghe và phân tích, chúng sẽ trở thành những công cụ hữu ích giúp bạn tiến bộ. Hãy coi những lời phê bình như những cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Hãy tưởng tượng phản hồi như những tấm gương soi, giúp bạn nhìn thấy những góc khuất mà bản thân không nhìn thấy. Những tấm gương này không chỉ phản ánh những gì bạn đã làm tốt, mà còn chỉ ra những điều bạn cần cải thiện.
Khi bạn nhìn vào những tấm gương này, bạn sẽ thấy rõ hơn về bản thân mình, từ đó có thể điều chỉnh và hoàn thiện hơn. Những lời khen ngợi giúp bạn nhận ra điểm mạnh để phát huy, và chúng cũng là nguồn động lực lớn lao giúp bạn tiếp tục cố gắng. Khi bạn nhận được những lời khen ngợi, hãy ghi nhớ và sử dụng chúng như một nguồn cảm hứng để tiếp tục phát triển. Những lời khen ngợi không chỉ là sự công nhận mà còn là sự khích lệ để bạn tiếp tục nỗ lực. Trong khi những lời góp ý giúp bạn nhận thức những điểm yếu cần cải thiện. Những lời góp ý dù có thể khó nghe, nhưng nếu bạn biết cách tiếp nhận và phân tích, chúng sẽ trở thành những công cụ hữu ích giúp bạn tiến bộ. Hãy coi những lời góp ý như những cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Tuy nhiên, không phải lời phản hồi nào cũng đúng. Đôi khi, bạn sẽ nhận được những phản hồi không chính xác hoặc không phù hợp với tình huống của bạn. Hãy biết cách phân biệt và chọn lọc những phản hồi hữu ích. Đừng để những phản hồi tiêu cực không chính xác làm ảnh hưởng đến tinh thần và sự tự tin của bạn. Hãy lựa chọn tiếp nhận những lời phản hồi từ những người thật sự quan tâm đến bạn. Những người này sẽ đưa ra những phản hồi chân thành và mang tính xây dựng, giúp bạn phát triển một cách toàn diện. Họ sẽ không chỉ ra những điểm yếu mà còn giúp bạn tìm ra cách khắc phục và cải thiện. Hãy lắng nghe một cách cởi mở, đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn và lọc lấy những thông tin hữu ích. Khi bạn lắng nghe một cách cởi mở, bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận những ý kiến và phản hồi từ người khác. Đặt câu hỏi để làm rõ những điểm bạn chưa hiểu và tìm ra những thông tin hữu ích từ những phản hồi đó. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về bản thân và công việc của mình. Hãy nhớ rằng, phản hồi là một món quà giúp bạn hoàn thiện bản thân. Mỗi phản hồi, dù là lời khen ngợi hay lời phê bình, đều mang đến cho bạn những bài học quý báu. Hãy biết trân trọng và sử dụng những phản hồi này để phát triển và hoàn thiện bản thân. Đừng ngại ngần khi nhận phản hồi, hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Hãy sẵn sàng tiếp nhận phản hồi, học hỏi từ những sai lầm và không ngừng phát triển. Khi bạn sẵn sàng tiếp nhận phản hồi, bạn sẽ mở ra cho mình những cơ hội để học hỏi và tiến bộ. Hãy học hỏi từ những sai lầm và không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân. Đừng bao giờ ngừng học hỏi và cải thiện, vì đó là con đường dẫn đến sự thành công và hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá 5 kỹ năng và thói quen giúp bạn tăng cường sự tự tin trong công việc và cuộc sống. Hãy nhớ rằng, sự tự tin không phải là điều bẩm sinh, mà là kết quả của sự luyện tập và phát triển bản thân không ngừng. Hãy bắt đầu áp dụng những kỹ năng này vào cuộc sống hàng ngày, và bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực trong cách bạn nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Hãy nhớ rằng, bạn là người tuyệt vời và bạn hoàn toàn xứng đáng có được một cuộc sống tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bạn có suy nghĩ gì về những kỹ năng này? Hãy chia sẻ với tôi ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên đón xem video tiếp theo của tôi về chủ đề phát triển bản thân nhé!